Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang xem video hướng dẫn học tiếng Hàn cùng với Hana. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 3 của chương trình luyện dịch thô biết cấp 3. Trước tiên mời các bạn cùng xem qua các cái từ mới xuất hiện ở trong bài này. Bây giờ chúng ta có câu số 1, thì đối với câu số 1 chúng ta có từ mới là sip quan. Sip quan có nghĩa là thói quen. Câu số 2, từ mới của chúng ta là thu cha ha ta, có nghĩa là đầu tư. Câu số 3, yu chi ha ta, duy trì. Mục tiêu là mục tiêu. Iru ta, đạt được, tạo nên. Câu số 4, từ mới của chúng ta là khạch ta, có nghĩa là có, sở hữu một cái gì đó. Và động từ kế tiếp là chukkata, có nghĩa là đeo đuổi, săn đuổi, lần tìm một cái gì đó. Còn đối với câu số 5, từ mới của chúng ta là usan. Usan có nghĩa là trước tiên. Và khi người ta biến thành động từ usan shihata thì chúng ta sẽ dịch là ưu tiên hàng đầu. Kế tiếp chúng ta có cái từ obseta, có nghĩa là loại bỏ, loại trừ ra. Hechehata có nghĩa là thay thế. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học hai cái cấu trúc ngữ pháp. Cái cấu trúc thứ nhất là động từ cộng với dilmanata. Và cái cấu trúc ngữ pháp thứ hai là tính từ động từ cộng với tamyan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cấu trúc ngữ pháp đầu tiên là động từ cộng với dil hoặc là il cộng với manata. Thì cấu trúc ngữ pháp này nó dùng để diễn tả cái hành động nào đó nó có giá trị để mình làm, mà mục đích là dùng để giới thiệu, để gợi ý cái phương án cho người khác. Thì ở trong tiếng Việt á, đa số chúng ta hay dịch là đáng làm cái chuyện gì đó. Nhưng mà không phải tất cả các câu chúng ta đều dịch từ đáng này được, tùy theo từng câu, nhưng mà đa số thì đều có thể dịch là đáng ha. Đối với những cái động từ mà không có bắt chim á, thì chúng ta sẽ cộng với dil manata. Còn có bắt chim thì chúng ta sẽ cộng với il, rồi cộng với manata. Bây giờ các bạn xem một vài câu ví dụ nha. Bây giờ chúng ta có một vài cái động từ trước nè. Mình có động từ kabuta. Kabuta là đi thử ha. Bây giờ kabul manan changso có nghĩa là một cái địa điểm mà đáng để đi thử. Rồi kế tiếp mình có cái từ là chumok khal manan sangwa. Chumok là gây chú ý, được chú ý. Rồi sangwa là thành quả. Vì cái cụm này có nghĩa là cái thành quả mà đáng được để ý tới. Ví dụ cái từ mịt tà là tin tưởng, rồi so xích là tin tức. Vậy người ta sẽ biến nó thành mịt tư mà năng so xích, có nghĩa là tin tức đáng tin cậy. Rồi bây giờ chúng ta xuống mấy cái câu ví dụ phía sau. Cứ sao ra mình mịt tư mà năng gì cả an sim ha sẹo. Mình có cái từ mới là an sim ha tạ. An sim ha tạ có nghĩa là an tâm. Rồi cứ sao ra mình mịt tư mà năng gì cả. Mình ngưng chỗ này để mình dịch, có nghĩa là cái người đó đó rất là đáng tin tưởng, an sim ha seo, cho nên là bạn cứ yên tâm. Câu kế tiếp, y chaekun hakseungdeureoge doumi deul maneo. Mình có từ mới là doumi deuta, có nghĩa là hữu ích, giúp đỡ. Vậy câu này mình có thể dịch là y chaekun, cái quyển sách này á, hakseungdeureoge doumi deul maneo, đáng giúp ích, đáng hữu ích cho các em học sinh. Câu kế tiếp, 뭐니 뭐니 해도 제주도는 역시 한 번쯤 가볼 만한 곳이에요. Mình có cái từ mới là 역시, có nghĩa là quả thật. Rồi 뭐니 뭐니 해도, mình ngưng khúc này để mình dịch ha. Dù có làm gì đi chăng nữa thì 제주도는, đây chủ ngữ nằm đây, đảo Jeju quả thật là, bắt đầu đi ngược lại ha, quả thật là một cái nơi mà đáng đi thử, hành bên chân, đáng đi thử một lần. Rồi câu kế tiếp, khứ khổ sinh bataga bồn mạng nèo. Khứ khổ sinh là cái chỗ đó đó, bataga bồn mạng nèo, biển rất là đáng để xem. Rồi câu kế tiếp, khứ nên chinh chan ưu bạc tư mạng nèo. Mình có cái từ mới là chinh chan. Chinh chan ha ta có nghĩa là khen ngợi,
Còn chinchanupata có nghĩa là được khen. Vậy câu này có nghĩa là anh ấy rất là đáng được khen ngợi. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu cái cấu trúc ngữ pháp thứ hai. Chúng ta có công thức là tính từ động từ cộng với tamyon, dùng để diễn tả một cái ý, giả định một cái sự thật nào đó. Thì cái tình huống này nó rất khó xảy ra, cho nên người ta sẽ dùng cấu trúc ngữ pháp này. Ví dụ như giả sử tôi được trúng số thì hay biết mấy. Tức là các bạn thấy là việc trúng số này nó rất là khó khăn, cho nên nó khó xảy ra, cho nên người ta lúc đó những cái trường hợp này á, mình sẽ sử dụng cái công thức này. Thì đối với cái công thức này nó thường đi với hai cái từ là thứ nhất là manil và thứ hai là manyak, có nghĩa là giả sử. Thì chúng ta sẽ chia một vài cái tính từ động từ ha. Rồi mình có dipputa là đẹp. Thì đối với tính từ thì mình gắn tamyon hết, biến thành dipputamyon. Chakta biến thành chaktamyon. Ví dụ một cái tính từ khác, ví dụ như là khuta lớn đi, sẽ biến thành khutamyon. Còn đối với động từ thì lúc này mình sẽ phải xem xét nó là có động từ này có bắt chim hay là không có bắt chim. Ví dụ một cái động từ mà không có bắt chim thì mình sẽ cộng với niên tamyon. Ví dụ như kata thì sẽ biến thành kantamyon. Bota xem sẽ biến thành buntamyon. Manata sẽ biến thành manantamyon. Còn đối với động từ có bắt chim, ví dụ như mokta thì sẽ biến thành monintamyon. Ikta đọc sẽ biến thành innintamyon. Rồi bây giờ chúng ta xem một vài câu ví dụ ha. Nega no처럼 건강하다면 좋겠다. Đây mình có cái từ là 건강하다, có nghĩa là khỏe mạnh. Thì đối với cái người mà nói cái câu này á, có nghĩa là đối với anh ta cái việc khỏe mạnh là hết sức là khó khăn. Cho nên mình sẽ dùng cái cấu trúc này để diễn tả cái ý đó. Thì câu này có nghĩa là nếu phải chi tôi được khỏe mạnh giống như bạn á thì tốt biết mấy. Câu kế tiếp. 만일 어제 서울에 눈이 왔다면 길이 막혀 고생을 했겠다. Rồi câu này, 만일 là giả sử ha. Giả sử 어제 서울에 눈이 왔다면, giả sử hôm qua mà tuyết rơi ở Seoul á, thì 길이 막혀 thì đường nó sẽ bị kẹt và 고생을 했겠다 và có lẽ là đã rất là khổ sở. Nhưng mà thật ra thì cái hôm qua là tuyết không có rơi ở Seoul, cho nên người ta mới xài cấu trúc này. Câu kế tiếp, 아이가 동전을 삼켰다면 큰일이다. Mình có cái từ mới là 동전 là tiền xu, tiền đồng. 삼키다 có nghĩa là nuốt. Khúc này người ta chia quá khứ ha, 삼켰다면 có nghĩa là 아이가 동전을 삼켰다면. Nếu mà em bé, nếu mà đứa con á mà nó nuốt cái đồng tiền xu á, khinirita chắc là chuyện lớn xảy ra rồi đó. Câu kế tiếp, 굳이 그렇게 하겠다면 내 맘대로 해라. Rồi mình có cái từ 굳다. 굳다 có nghĩa là vững chắc. Thì trong đây nó biến thành trạng từ ha, nó biến thành 굳이. Rồi 굳이 그렇게 하겠다면, giả sử nếu mà bạn sẽ cứ khăng khăng làm như thế thì 내 맘대로 해라. Thôi thì bạn muốn làm gì tùy ý thì cứ làm đi. Rồi câu kế tiếp. 내 제안이 좋다면 내가 시키는 대로 해라. Mình có từ mới là 제안 có nghĩa là cái đề án. Thì câu này có nghĩa là 내 제안이 좋다면, nếu mà cái đề án của tôi nó mà ok, nó mà tốt á, 내가 시키는 대로 해라, thì bạn làm ơn làm theo những gì mà tôi bảo. 시키다 ha. Sau khi chúng ta đã nắm vững các từ vựng và công thức ngữ pháp thì chúng ta sẽ bắt đầu luyện dịch các bạn ha. Rồi chúng ta có câu số 1 nè. 좋은 습관을 만드는 것은, nguyên cái cụm này là chủ ngữ, có nghĩa là việc tạo ra một cái thói quen tốt. 무척 어려운 일이다 là việc rất là khó khăn. Câu số 2. 하지만 tuy nhiên 투자할 만한 일이다, đây là việc mà đáng để đầu tư. Câu số 3. 좋은 습관이 많으면, ngừng chỗ này để dịch, có nghĩa là nếu có nhiều thói quen tốt,
건강을 유지하거나 큰 목표를 이루는 데 다 중요하다. Rồi đây mình có nguyên cái phần gạch dưới màu vàng á, là mình không có được tách ra. Và đặc biệt cái chữ T á bạn, chữ T này không phải là công thức in in T lúc sơ cấp mình học, mà cái T này có nghĩa là việc, là in á, là gọt á, là cái đó. Thì trong câu này á, mình ngừng ở trong cái vế đầu tiên 으면, mình dịch lại nữa nha. 좋은 습관이 많으면, nếu có những cái thói quen tốt á, thì 다 중요하다, thì nó sẽ quan trọng tha tất cả ha. Nó sẽ quan trọng ở cái việc thứ nhất, 건강을 유지하거나. Thứ nhất là giữ gìn, duy trì được sức khỏe, hoặc là 큰 목표를 이루는 데, hoặc là đạt được những cái mục tiêu to lớn, thì nó đều quan trọng cả hai việc này luôn. Câu số 4. 좋은 습관을 갖기 위해. Mình ngưng chỗ này ha. Để có được cái thói quen tốt thì mình nhắm động từ chính của mình đứng ở cuối câu nè, 결정해야 한다, thì chúng ta phải quyết định xem là quyết định gì. Bây giờ mình mới đi vô cái phần chính giữa để mình dịch. Quyết định là 목표가 무엇인지, mục tiêu của mình là gì. Kế tiếp 언제 할지, khi nào mình làm nó. Và 그리고 과정을 어떻게 추적할지, và mình đeo đuổi cái khóa chân, cái quá trình đó như thế nào. Câu số 5. 나쁜 습관이 있다면, ngừng, ngừng chỗ này để dịch. Có nghĩa là nếu như có cái thói quen xấu á. Rồi bây giờ chúng ta nhìn kế tiếp, mình kiếm chủ ngữ nha. Chủ ngữ là 우선 그것을 없애는 것이. Cụm này là chủ ngữ. Câu này có nghĩa là, cái cụm này có nghĩa là việc mà loại bỏ trước tiên á, việc loại bỏ cái đó, tức là cái thói quen xấu đó đó, thì 우선 시 되어야 한다. Đây là động từ của mình nằm phía cuối cùng hết. Thì cái việc loại bỏ thói quen xấu này đó là cái điều được ưu tiên hàng đầu hơn hết. Bây giờ người ta mới so sánh hơn cái gì? 좋은 습관으로 대체하는 것보다, hơn việc thay thế nó bằng một thói quen tốt. Bây giờ mình sẽ dịch lại một lần nữa. Tạo một thói quen tốt là một công việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đây là công việc đáng để đầu tư. Nếu chúng ta có nhiều thói quen tốt, thì nó rất quan trọng đối với việc duy trì được sức khỏe hoặc đạt được mục tiêu to lớn. Để có được cái thói quen tốt, thì chúng ta phải quyết định xem là mục tiêu của mình là gì, khi nào mình sẽ thực hiện nó, và mình sẽ theo đuổi cái quá trình đó như thế nào. Nếu bạn có thói quen xấu thì nên ưu tiên loại bỏ nó trước hơn là thay thế nó bằng một thói quen tốt. Vậy là chúng ta đã học xong bài số 3. Hẹn gặp lại các bạn trong bài số 4 vào tuần sau.